chị được cái móng, đừng cho làm bán số. Bán số là ngày lụi, ngày cuối rồi. Mình không có làm, mình bán dốt vốn, bữa nào bán ế cái ăn hết mẹ rồi. Còn làm móng là làm cái móng được 20-30, cũng có tiền ăn, không cần vốn, biết không? Chị thấy có một cái bình luận như vậy, chị rất là cảm ơn cái người mà đã bình luận cái câu như vậy, là quá khứ không quan trọng, quan trọng là bây giờ bé đã vào đường cùng rồi thì mình giúp bé. Đó thì chị rất là cảm ơn cái chú hay là cái bạn nào đó đã bình luận như vậy. Thì thực sự ra là đối với một đứa trẻ mà nhân đen thì đúng là có lúc là nó cũng hổn được, con mình mà cũng có lúc hổn, mà mình dạy nó, mình dạy dỗ nó từng ly từng tí, nhưng mà cũng có đôi lúc là nó hổn thì đừng nói gì là con đen thì nó phải vậy thôi à. Cho nên là mong mọi người là thương nó thì thương cho chót luôn, chứ đừng có nói lui nó tới gì, tại vì nó cũng sắp tới ngày sanh rồi đó. Xin chào tất cả mọi người nha. Mấy hôm trước thì Cô Chiến có chia sẻ về câu chuyện của bé đen á, và cũng được rất là nhiều bà con quan tâm ha. Thì hôm qua là bé vẫn còn rất là khỏe mạnh và vui vẻ, nhưng mà tới cái thời điểm hôm nay thì bé đã bắt đầu có một cái dấu hiệu xanh rồi, tức là cái người gò lên và bé rất là mệt mỏi luôn và đau đớn nữa. Thì bé mới nói với mấy cô trong xóm vậy đó, thì mấy cô cũng đưa bé đi khám bệnh để xem coi cái tình hình của bé như thế nào ha. Tại vì nếu mà theo cái hồ sơ của bé thì nay là cũng 34 tuần rồi, mà lại là con đầu nữa, thì có thể là bé sẽ sinh sớm hơn là cái thời gian mà đúng ngày. Hôm nay là cảm giác trong người sao đen? Nói nghe chú nghe coi. Nó quằn lên quằn xuống và nó làm hành rồi. Thấy sao đấm lưng dữ vậy? Đau lưng hay sao? Dạ. Còn này khi mà bắt đầu có em bé là bắt đầu gì ta? Rút canxi trong xương ra đúng không? Là thấy là đau lưng. Bây giờ thì đang làm cái thủ tục để mà đưa bé vào khám mọi người. Tại vì bây giờ là cũng 34 tuần rồi và thấy bé có cái dấu hiệu gò. Bây giờ là cái giây phút mà quan trọng. 105 cân. Đúng rồi. À, sướng hai tạ hết hồn. À, mình vừa đóng tiền cho bé rồi, là tiền khám là 1,2 triệu nha mọi người. Bây giờ thì bé giàu đang ngồi bên kia để mà chờ khám. Trên giấy tờ của bé là Thạch Thị Bé Giàu. Ở ngoài thì do bé có màu đen nên là mọi người cũng hay gọi là bé đen. Hôm trước thì Cúc Chiến cũng đã bàn với mọi người cái phương án để mà hỗ trợ cho bé. Thì cũng có một số anh chị nói rằng là bé nên ở lại cái khu chợ này, tại vì ở đây cũng thân quen rồi và có những cái người đã giúp từ lâu rồi, họ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho bé. Khi mà cứng cáp hơn thì bé sẽ đi bán vé số và mưu sinh. Ngoài ra thì cũng có một số anh chị khác rất là tốt ha, họ cũng liên lạc á, là muốn đưa bé về cái nơi họ đang sống á, để mà cho bé cái nơi ở, để giúp bé ăn uống và sanh nở luôn. Và khi mà cứng cáp xong á, thì sẽ cho bé đi học nghề. Thì hai phương án đó thì cũng đưa ra rồi, nhưng mà không biết là bé sẽ lựa chọn như thế nào. Thì ngày hôm nay á, có cô Hồng á, cô với Củ Chi á, cô cũng chạy lên để mà thăm bé, để mà hỏi cái ý kiến của bé. Cô thì rất là tốt luôn mọi người. Cái ý của cô là cô muốn giúp đỡ cho bé ăn ở luôn, giúp cho bé sinh nở và giúp cho con bé cứng cáp xong thì cô sẽ cho bé đi học nghề làm tóc hay làm nail gì đó. Thì hôm nay là cô chạy xuống để mà thăm bé, thì mọi người theo dõi xem cái diễn biến như thế nào ha. Bây giờ thì mình đang đứng tại cái quán nhậu của chị Giang á, thì là cái chị chủ mà đang cưu mang cho bé đen. Hiện tại thì bé đen đang được hai người phụ nữ cũng là tiểu thương ở trong chợ này đưa đi bệnh viện để mà khám. Thì lúc nãy mình cũng có đi theo mọi người, thì ban đầu chỉ là dự tính là đi khám ở một cái phòng xanh ở trên đường Trường Chinh thôi. Tuy nhiên người ta nói rằng cái ca của bé rất là phức tạp nên là không thể nào mà xanh ở đó được, thì bắt buộc phải tới bệnh viện lớn để mà xanh á. Thì các chị ấy đã chở bé đen ra bệnh viện Hùng Vương để mà khám. Thì khám thì cũng rất là lâu, thì bây giờ mình đang chờ bé về để mà xem kết quả như thế nào nha mọi người. Đây là cái chỗ bán của chị Giang, tức là người mà đang cư mang cho bé đó, là cũng bán ốc này kia đó. Trước đây thì chị có một cái quán lớn, nhưng mà sau này thì làm ăn thất bại thì chị về đây mở một quán nhỏ hơn. Con là cháu của cô Giang hả? Bé này là giống như là con của một cái người bạn của chị Giang. Thì hôm nay thì cũng rất là tình cờ mọi người, đó là mẹ chồng của chị Giang á, ngày hôm qua mình đi quay á, là không biết là đi đâu lạc mất tiêu. Thì cô cũng lớn tuổi rồi,
thì mình sẽ để cái hình của cô trên cái video này. Nếu mọi người thấy thì mọi người có thể là nhắn cho Cúng Chiến hoặc là liên lạc với Cúng Chiến để Cúng Chiến báo cho gia đình. Hôm qua là bà đi là mặc áo màu gì chị hả? Bộ đồ màu bóng bóng vàng vàng. Giống như cái hình chị gửi cho em luôn phải không? Bà thì năm nay khoảng mấy bao nhiêu tuổi rồi chị? 84 tuổi rồi. Tức là không có tỉnh táo nữa chị ha? Có cái hình này thì nó rõ hơn này. Hôm nay là chị Giang cũng lên chỗ công an để mà trình báo rồi. Và cũng hy vọng là sớm tìm được bà. Bây giờ chồng chị vẫn đang chạy đi tìm hả? Đúng rồi, chồng chị đang chạy đi tìm. Với lại bạn chị đó, mấy đứa bạn chị luôn là nó cũng đi tìm. Và huy động hết bạn bè đi tìm. Huy động các bạn bè luôn. Chị cho em coi hình của bà đó. Đây mọi người, nếu mà mọi người thấy bà cụ này đi ngoài đường thì có thể là liên lạc về cho Cúng Chiến ha. Thì Cúng Chiến báo cho gia đình biết, tại vì bây giờ gia đình cũng đang rất là mong ngóng bà cụ, mẹ trở về. Thì mấy bữa giờ là chị ấy cũng vừa phải là làm rồi phải đi tìm mẹ chồng này kia nữa. Sáng giờ chị cũng chạy đi tìm phải không? Chạy đi sáng giờ lên công an 2-3 lần rồi đó em, rồi chạy vòng vòng các cái cung đường mà cô nghĩ là bà có thể đi qua đó mà cũng chưa tìm được. Đáng lẽ là hôm nay là chị Giang thì chở bé Đen đi khám này, nhưng mà hôm nay là chị ấy tìm mẹ chồng á, không có chở được. Mà tìm từ hôm qua tới giờ rồi mà vẫn chưa có một cái tin tức nào. Thì mọi người thấy bà cụ nào mà giống như hình á thì có thể là liên lạc nhanh cho Chiến để Chiến báo cho gia đình ha. Bây giờ là sắm tối rồi, là mình cũng chờ được thêm 30 phút. Tại vì lúc nãy mình có việc về trước mọi người thì mới gặp lại bé Đen, giờ mới khám xong. Nãy khám lâu lắm hả con? Giờ nhìn nó sụi lơ luôn rồi. Thì có một cô mọi người, cô ở dưới Củ Chi á, cũng lên để mà thăm bé cũng như là mong muốn là giúp đỡ lâu dài cho bé đó. Thì cô chờ từ 3 giờ tới bây giờ thì cũng rất là lâu rồi á. À, cô gọi cho mình luôn nè, để mà mình ra mình đón cô. 2:33 tuần ngày. Hôm nay thì có cô Hồng từ Củ Chi xuống thăm bé Đen mọi người. Cô hẹn mình 3 giờ nhưng mà rất là xin lỗi cô Hồng nha. Bé là đi khám mà không lường trước được rằng là khám rất là lâu như vậy. Tại vì bình thường cô biết sao bé đau á, là tụi con chở bé qua một cái phòng khám bên đường Trường Chinh á, thì họ nói là họ không có nhận. Tại vì họ thấy cái tình trạng của bé như vậy á, họ không có nhận. Thì bắt buộc phải chở qua cái bệnh viện lớn để mà làm cho bé. Thì qua mấy đó thì họ không biết họ làm gì mà lâu. Từ lúc tụi con đi là 2 giờ mà khám thấy nặng, bé mới về tới đây luôn à. Thì rất là xin lỗi vì để cô phải chờ lâu. Là chạy qua 10 đồng ký, ngày qua, rồi thấy về cũng còn sớm thì thôi ghé thăm. Tại vì mình nói là hôm qua mình nói mình tới, rồi mình không tới thì mình cũng không được. Thì qua cái sự việc mà theo tìm hiểu của cô á, thì bé Đen này nó giống y hoàn cảnh của cô vậy. Hồi xưa cô của cha mẹ cũng có mình đi len lỏi đi làm, tự nuôi sống bản thân. Đi làm rừng cực lắm, hồi xưa đi lên núi leo rừng làm rẫy làm gì cũng làm đó. Làm tự nuôi bản thân thôi. À, con bây giờ có bà con nhầm anh em ở đây, người ta chồm sớm để giúp đỡ. Thì nghe con nói vậy đó, gia đình vậy thì cô cũng thấy thương cảm. Cô ngủ đâu có được đâu, nóng ruột đợi tới 10 giờ. Đợi tới 10 giờ mai đặng đi gặp bé Đen nè. Rồi bây giờ đó, để thì vấn đề mà sanh nở rồi đó, cô sẽ giúp cho con vấn đề của quê á. Ngồi với lại cô tí nha. Có gì nói với chúng ta ha. Mình cho thì không cho được rồi. Theo cái cô suy nghĩ là cô nhận thấy con là có cái tính rất là tốt, là không có muốn cho con, nên là tôi quyết định là hỗ trợ cho cháu về vấn đề mà cho nó ở, muốn chỗ cho cháu nó ở. Tôi sanh xong thì có thể là kiếm chút vốn để mà bán cái số, nhưng mà nhớ là mình có con mình phải sạch sẽ, đúng không? Mình kỹ là con mình mới khỏe, đúng không? Cô thì cô làm bên đông y thôi, cô hỗ trợ cho những người nghèo hoặc là những người giai đoạn cuối thì bác sĩ chê thì mình giúp. Mình không có lấy tiền, hiện tại giờ bấm nguyệt cũng không có lấy tiền ai hết á. Đi xe đi lái xe đi các tỉnh á, thì tối ra khách sạn ngủ chứ bỏ tiền túi không mà không có lấy ai đó. Con giới thiệu xíu để hai bên biết nhau cho dễ nói chuyện đi con. Còn con gỡ này xuống xíu thì... đây á là chị Giang ha. Chị Giang là chủ cái quán nhậu này, là cái người mà cũng cưu mang cho bé Đen bữa giờ đó. Hình như là trước Tết tới giờ không chị ha? Hôm qua Tết, trước Tết là ở mấy bữa xong rồi đi đâu xong qua Tết. Nói chung là cũng gần 7-8 tháng này đó. Đây là cô Hồng, cô Củ Chi thì cô cũng làm về bất động sản rồi làm về đông y á, này kia đó.
thì cô cũng nghe cái hoàn cảnh của bé Đen đó, thì hôm nay cô thăm thì cô cũng chia sẻ với Cú Chiến là tìm cách giúp cho bé, nhưng mà cũng tới để mà hỏi ý kiến bé như thế nào đó, thì Cú Chiến cũng kiểu như là kết nối á, để cho hai bên gặp nhau, nếu mà cô giúp được cái gì cho bé thì càng mừng ha. Dạ, thì cô Hồng cũng chia sẻ đi. Đen, Đen mệt quá hả? Con nghe cô nói không? Thì trên hôm qua cũng coi mấy cái clip thì biết là bé Đen nó không thể cho em bé được, thì bé rất là thương em bé, nó y khác, không khác gì tôi, mà hồi xưa tôi là đi làm rừng 17 tuổi, cha mẹ đâu có, chị em nói chung là cha mẹ có, hai người chia tay rồi tôi phải đi làm rừng á, lên núi á, lên trên núi á, đi thẹn đẻo đố á, đi làm mới 16-17 tuổi đi làm bốc vác lên xe, và xe hơi tôi biết sửa mà, máy giặt rồi cơm điện tôi làm hết, không có đi tợ tóc rồi tôi cũng tự cắt chứ cũng ít đi tiệm lắm. Thành ra là mình thấy bé Đen nó giống hoàn cảnh như mình, nhưng mà thấy bé vậy tôi có xưởng may đây nè, tôi mới nghĩ đây nè, về chị Chi thì thấy như vậy thì mới nói với điện liên lạc với em qua Chiến là nói thôi bây giờ là con thấy tình hình bé vậy thì nếu mong mấy thì cô kiếm cái chỗ để cho em nó ở, nếu có bầu bì mà nó ở cái bụi yên dạng được. Bây giờ thứ hai đó là cô em nó tài trợ về vấn đề nó khi nó xanh thì mình cũng hỗ trợ thêm cho phần xanh nó về rồi về để cứng đi, rồi nó có cái hai cái điều kiện. Thứ nhất là bé Đen muốn ở đây thì kiếm một cái nghề. Con biết không, cái nghề giấy số là cái nghề nó không có cái tương lai. Ví dụ nếu mốt con cứng, con muốn học cái nghề làm móng đi, làm móng dạo vậy, chứ mà mình xách cái móng dạo mình gửi con mình đi nó khỏe hơn, nhưng mà nó cũng có thể là tiến bước hơn. Chứ con đi bán giấy số đâu có tương lai gì đâu. Mặt này không ấy đâu, tại nó đen thôi, chứ mặt nó mặt sáng sủa, mặt giàu, lỗ tai nó đẹp mà, đâu có tai nghèo đâu. Bé này nó đâu không khờ, thấy nó đâu có khờ đâu. Nhưng mà rất là lanh, rất là êm, chứ không có gì. Cố gắng mình sống tốt thì cô sẽ giúp cho con. Thứ nhất là con có cái nghề, một là đi học cái nghề cắt tóc, hai nữa là cái làm móng để mình làm, có nghĩa là mình làm một cái người mà làm chủ bản thân, có nghĩa là mình sẽ làm chủ. Hồi xưa giờ cô chưa biết làm mướn ai đó, nên là con phải suy nghĩ tới làm chủ, đừng nghĩ bán vé số. Cuộc đời người ta mình nghĩ bán vé số là người đó lụi rồi, em kiếm tiền đi đủ vé số, hôm nay mai ăn hết vốn hết rồi. Mình có cái nghề trong tay, mình lại mình làm cho cái cô bán ốc mà cũng được cái bộ đồ móng, cái ngày mai là mình cái dài dọc đường người ta kéo. Ví dụ mình chưa có tiền làm vốn mở cái tiệm đó thì mình sẽ làm như vậy. Có hai điều kiện thứ hai nữa là ví dụ con muốn về Củ Chi á thì cô sẽ hỗ trợ về vấn đề đó. Ví dụ chỗ con ở lo cho con ăn đi học thì con mở cho con cái chỗ gì, con kiếm cái chuyện buôn bán cốc giống như là cái xe cà phê để con bán cái ép á, thì cô sẽ hỗ giúp cho con cái cảnh đó. Tại cuộc đời của con á là có thể là chắc có lẽ có duyên. Rồi con tuổi gì? Có nhiều khi mình có duyên với người nào thì sẽ đến với người đó. Thì chứ còn bây giờ con cứ lơ bông lông bông rồi một ngày cứ gặp cái anh nào anh bị cái nữa rồi con còn khổ nữa, đó là cô nói trước. Tại vì đâu phải con còn trẻ mà con đâu có biết được mà ngày mai ra sao, đừng nói ở vậy không có đâu. Nhưng mà điều một cái là tội cho bé, đúng không? Bây giờ con thích ở đây là có bà con ở đây giúp đỡ thì ok. Còn muốn có nghề nữa thì học nghề tóc đi, làm móng đi, là cô sẽ hỗ trợ tiền con học cái nghề, đi qua làm cho chị được cái móng, đừng cho làm bán số. Bán cái số là nghề lụi, nghề cuối rồi, mình không có làm, mình bán ăn dốt vốn rồi bữa nào bán ế cái ăn hết mẹ rồi. Còn làm móng lại làm cái móng được 20-30 cũng có tiền ăn, không cần vốn, biết không? Cái nghề đó là cái nghề mà mình hồi xưa tôi không có đi làm mướn ai hết á, tôi chỉ từ bản thân. Cô Hồng cũng giống như ý của chồng con. Chồng con là không có thích bé Đen bán vé số. Đúng rồi. Chồng con lại nói là bé Đen sau này nó sinh xong rồi á vợ, là cho nó biết nó bán cái gì được không? Nó bán giấy tờ vàng bạc đồ mà đồ cúng của người ta cúng ông hai rồi này kia, rằm nói chung là đại khái là nhang đèn đó, là hợp với bé Đen. Thì tùy tới lúc đó thì con nghĩ là tới lúc đó thì đâu trước mắt á thì em nó xanh phải cứng mới được. Dạ tới lúc đó bé rồi đi bán giấy số cũng được. Dạ. Tạm thời để một thời gian vài tháng đó là à, cô Hồng là bữa trước là cô cũng ngỏ lời với mình là giúp cho bé là mướn cái phòng ở dưới nó rẻ lắm cho bé ở rồi giúp cho bé ăn rồi sinh nở luôn, và cũng như là sau khi đó lại có thể là tạo cái công việc làm cho bé ở dưới. Tại có chị làm bên móng á, con học. Tại có nhỏ gái nó làm bên móng á, nó học, con học luôn rồi tóc luôn. Bé thì nhiều khi cô cũng có thể là hỗ trợ con vấn đề gì, nhiều khi học hành, ví dụ sau này nó ấy lớn đi
con cũng tạo điều kiện, ví dụ như giờ cô cũng nói nghe nè, lại tới cô lo ăn hết, không có lo gì á. Nhiều khi nhà cỏ dơ thì quét thôi chứ nhà cô không có hầu ai đó, cô ăn cơm bụi không à. Không, nếu có người thì nấu, cô không để ai nấu cho cô được, có khó ăn lắm. Tính cô là ăn, mình bây giờ chủ yếu là giúp con là giúp như vậy thôi. Ví dụ con cảm thấy là giúp con có cái chỗ ở, rồi chỗ xanh xong rồi về có chỗ ở, yên tĩnh. Tức là bây giờ ý cô Hồng đó là cô, nếu mà con muốn thì cô sẽ giúp con về Củ Chi, cô thuê cho chỗ ở, rồi cho bao ăn, bao ở, bao sinh nở luôn. Thì con mới học nghề thì cô sẽ cho người dạy nghề cho con luôn. Và khi nào con cứng cáp thì con muốn ở tiếp về ở, hoặc là con muốn ở thì cũng thôi. Đó là cái phương án cô đưa ra á. Con sinh năm mấy? Đó, cô cũng đề nghị á, con có gì thì con nói với cô đi. Con muốn ở, con muốn đi ở đây, thế nào đó. Ở đây quen thì cũng quen, mà đi với thì nó buồn. Ở đâu thì nó quen bé, đó. Bé cũng nói là bé ở đây 10 năm rồi thì cũng quen rồi. Thì thôi bây giờ nói vậy thì cô thì nói gắn tắt lại là có cái chỗ con ở, con xanh nở xong rồi kiếm một ít vốn, con trước mắt là con đi bán vé số để nuôi em. Không có na em đi nhiều, đi nắng đi nương mấy con bà con đây, người ta sẽ dẫn dần giúp. Sau đó cứng cáp là mình kiếm cái nghề, bỏ cái nghề vé số. Nghề vé số sau này ảnh hưởng con cái lắm, thì nó đi bon chen theo cái xã hội rồi nó sẽ hư. Mình đời mình khổ rồi mình phải đứng lên, đúng không? Lỗ tai này hôm qua tôi có coi cái tai này là tốt, này dày, không có to, nó không có nghèo đâu. Bé này lỗ mũi nó cũng dày nữa, tánh rộng rãi. Ý cô Hồng á là cô đang nói về cái xa xôi á, là nếu mà bé bán vé số bé thì không có tương lai. Không, bé này nếu mà nó có cầu tiến là nó sẽ giàu. Dạ. Tại vì tương lai nó giàu. Ý là cô muốn là tạo điều kiện cho bé là nó không có nghèo đâu, tại vì nhưng mà nói xấu chứ nó trắng là nó đẹp. Trước mắt á thì bé vẫn thấy quen ở đây rồi ha. Thì cứ để cho con nghĩ là bé quen rồi, cứ để cho bé sang ở đây đi. Cô cũng hay thường đi lên đây lắm, tại công ty trên này á, con muốn thì có gì cô ghé thăm, thì cái gì kiếm gì thì cô hỗ trợ thêm. Nhưng quần áo thì con khỏi lo cho em bé nha. Cô nhà cô có cháu ngoại mà từ lớp 1 cho từ 1 tuổi mà 0 tuổi cho đến 3 tuổi đó. Đó, là con khỏi lo đồ xịn không. Cũng mấy đứa này là nó mặc đồ 2-3 lần là nó bỏ rồi. Đừng bao giờ mua nuôi con khó lắm. Hồi đó xin mà nhớ ông bà mình đó xin không à. Thì đó thì cho con khỏi đo cái đồ mà em tới 3 tuổi ha. Thì cô sẽ gom. Bây giờ là bé Đen nó mệt lắm rồi mọi người. Tại vì hôm nay đi khám là thấy là cũng gần 34 tuần rồi nè, tức là tầm khoảng 2-3 tuần nữa là sanh rồi. Và có những cái cơn gò rồi, 10 phút là gò một lần rồi. Thôi ở nhà nha, bây giờ là chú chạy đi xem cái phòng trọ cho con ha. Cái chỗ cũ của mọi người thì người ta đã đồng ý cho thuê rồi, nhưng mà sau khi mà biết cái hoàn cảnh của bé như vậy, người ta sợ có cái vấn đề xảy ra thì người ta lại không có cho thuê nữa. Bây giờ thì tụi mình sẽ chạy qua cái chỗ mới để xem có kiếm được cái phòng cho bé không nha. Bây giờ thì mình đang đi với chị Giang để mà coi cái phòng mới cho bé. Ở bên kia thì sao chị? Mình đặt cọc rồi mà sao người ta... Không phải là chị sợ người ta không cho, ngày qua là người ta nói là xong rồi cái chị sợ người ta không cho, chị mới nhờ cái chị kia đưa tiền cho chị 1 triệu để chị cọc. Nhưng mà cuối cùng tới nói chuyện thì người ta lại không chịu đâu. Người ta nói vì sao đó? Người ta sợ bé ở một mình rồi bầu bì vậy đó, rồi có chuyện gì người ta không ngại. Tức là thấy em bé nhỏ mà ở một mình có bầu mà sợ không có giấy tờ này kia đó phải không? Đang ngại. Cũng rất là xui mọi người, cái phòng đó thì mình thấy cũng rất là ưng, tại vì nó nằm trong cái hẻm cụt đó, vắng vẻ yên tĩnh. Phòng này cũng yên tĩnh. Con mình vẫn có tâm này mình về. Dạ, mình sinh ở bệnh viện đang sinh. Thì con đưa đi chứ ai đưa đi. Bây giờ thì đi coi một cái phòng mới để mà thuê cho bé, tại vì bây giờ cũng đuối lắm rồi, nếu mà cần cái chỗ để mà nghỉ ngơi. Căn phòng trọ bên này thì cũng nằm trong một cái hẻm cụt mọi người, khá là yên tĩnh. Phòng này thì rộng hơn cái phòng bên kia. Rộng hơn. Này, bà cho nhiêu rồi bà? Con 1.650.000 à. Rộng hơn cái phòng kia. Quét vô là nếu mà
Yeah. Đây cái căn phòng mà tụi mình đang xem đây mọi người, cũng khá rộng ha. Coi phía trên thế nào. Trên này gắt đúc luôn à. Chắc chắn á. Ở gần nhà chị nè, ở gần chị lắm nè. Ở đây gần chị nè. Có hai người đó được. Ở này được ha. Hai ba người. 1.650.000 nha. Cô không thấy được không con? Sao bà không được? Sao bà không để chị xấu luôn mà nó chẳng có năm giờ đó giờ đó. Học tay bây giờ là không lên quý nào. Đứng lên thì khỏe mà không lại luôn nó con nó thằng này bốt cho nó đang đặt thịt cho con. Bây giờ thì cũng gấp quá rồi, thôi cứ ở tạm kia đã. Nhưng mà bà có biết cái hoàn cảnh của bé Đen không? Chưa. Vậy nói đi chứ. Nói đi, mất công bà đếm bữa rồi thấy bé vậy. À, bà ơi, con cũng không giấu gì bà là bà có biết con bé Đen mập mà nó ở cái đường này bà cũng biết nó rồi đúng không bà? Thì con muốn cái phòng này nè là con cho bé Đen con ở để nó sanh đẻ. Thì hồi nãy con nói với bạn này là nó sanh ở ngoài xong á, ở đây xong rồi con sanh đem về, nó đem về rồi chứ đâu này sanh đây được. Bà, dạ bà, nó sanh đây rồi con không đem nó đâu. Dạ đúng rồi. Thì hồi nãy con cũng đã thêm cái mấy cái phòng bên kia mà. Hôm nay con cũng nghe nói vậy nè, con nói trời ơi. Cha nó về chết ở dưới kia nè, hầu đó cũng dân ở đây. Con thấy nó tội. Cô nó là bé biết không? Mà thấy tội lắm. Dạ. Thôi thôi cô nó con cũng không đem về nhà. Con cái đó có mấy cây nhà. Con cũng thấy bác cha nó mới bác mất ok là con mừng rồi. Tại vì nó cũng còn nhỏ. Hồi nãy con thuê chỗ khác nhưng mà người ta không cho, người ta ngại người ta không cho. Thì con mới nói với lại bạn này là có bà ba ở đây nè, bà chị nghe bà cũng tốt lắm nhưng mà con thì chưa gặp bà. Thì để chị dắt Chiến với lại cô đây tới để thuê cho bé Đen. Thì cái hoàn cảnh nói vậy bà có cho thuê không mà. Có sao đâu, sao đâu. Con không bận. Có nhầm gì đâu. Dạ, yeah, yeah, cũng là tao đi kiếm nó đó mà không gặp nó đó. Dạ, dạ, vậy đó. Mẹ biết con ở Củ Chi cũng lên đây tìm chú này đi. Thế bây giờ là bà cho thuê nha bà. Bà cho bé Đen thuê nha. Thì con cọc nha. Dạ bên YouTube thì có tiền mà. Thì bởi vậy cho nên là con mới nói là thôi bà cho thuê 1.600.000 đi đó chứ con chứ đâu có phải thuê cho con đâu. Thuê cho nó thấy tội á, con đi rồi mà mày con tao chứ tao mà con kê liền. À dạ. Thì đó là về bây giờ thì mình cọc trước nhá. À, bữa sau thì qua là hội đồng. Khói chừng nó vô nó ở là khói đặt cọc luôn hả? Ôi giời ơi. Quá tuyệt vời rồi. Tao ở đây tao nói với tụi này bả là làm phước. Đi. Dạ, vậy là bả. Vậy là yên tâm rồi đúng không? Dạ, yên tâm rồi. Nhưng mà bà chắc chắn bà cho bé ở nha. Chứ đến lúc mà chứ không có gì. Bà ơi, vậy là ngày mai con sẽ tới con lau dọn nhà cửa rồi này kia cho sạch sẽ để cho bé. Không có ai nuôi nữa con 3 triệu. Thì trước tiên là em đó đó là có em rồi đi về đây thì nó sắp rồi thấy em sẽ nhờ người hả? Chứ bây giờ em dạ chưa xanh mà chưa xanh chắc cũng khoảng khoảng dạ xíu và có gì lát nữa về con nhắn cô nha. Vậy là mừng rồi bà, do vậy là mừng rồi. Có cha mà có cha mà cha mất rồi, cha còn mẹ chết lâu rồi. Còn mẹ thì bà cũng biết này thì bà nó lại đây nó chơi với bà sao đi ngoài à. Ở thì cha nó một lần là bạn với con tao mà. Ồ vậy hả? Ừ. Nhưng mà hồi đó là cha bé sao mất kìa cơ hả? Đi xe tông với cái đường cái đường gì mà đường con lúc còn đường nó đều nhỏ nói là ăn lạc ăn lạc mà đi cái đường, đường mà bé này nó ăn hiếp mẹ lắm. Dạ bé này nữa nó ăn hiếp mẹ lắm. Để nào à bé đẻ ra đẻ ra mày đâu mà gặp con chuột con chuột. Ôi giờ lên tao rồi, có gì ngày mai đi thôi, ngày mai đi nè nghe cái chuột. Về cho chị về bà nha, ngày mai con sẽ tới dọn. Nói nó không nghe. Bây giờ về chị Giang chị dọn quán ra bán nữa. Vậy là mấy bữa nay bà cũng đi tìm Đen ha bà. Rồi coi con muốn đi về nhà con cũng đi nó tụ nó lắm dạ, nó hồi đó tôi biết sao đây nè. Cái hồi mà năm cách đây mười mấy năm á, 20 năm không có gạo ăn con phải bắt con ra chỗ. Con ít cái vô đây lắm, con ở bên Lê Trọng Tấn nè. Thì con hay qua đó con thì con hai tao là chở gạo lại từ bao lại cho. Đó thấy chưa? Thôi mà làm biết Đen mà không phải là nói xạo nói dốc gì đâu. Thì bà đó, bà cũng biết là nó cũng ở đây nó cũng lang thang chứ. Rồi cảm ơn bà nha. Không có gì đâu con. Dạ không ạ. Con ở đây mấy giờ năm rồi. Ai mai cái chợ Bình Thạnh nè, cái đường Bình Thạnh lần xưa cũng mai luôn đó. Cảm ơn cô Hồng nhiều nha. Trời ơi, cô lặn lội đường xa đi. Ai cũng chưa mặt chị cũng quen hết chưa. Hôm nay là một cái ngày có vẻ như là không được
thuận lợi cho lắm, nhưng mà cuối cùng thì cô Hồng cũng gặp được bé. Cô hẹn mình là vào 11 giờ trưa là mọi người, nhưng mà từ sáng thì nhà này có người bị bệnh, đi khám bệnh nên là mình hẹn cô lại là 3 giờ chiều, nhưng mà sau đó bé bị đau rồi đi vào bệnh viện khám. Thì tới tận 5 giờ cô mới gặp được. Thì cô rất là nhiệt tình, là mong muốn được giúp đỡ cho bé ha. Con phải mời chị chứ, con nhỏ không ạ? Rồi hôm nay đi khám á, lúc nãy thì chú không có theo được, thì bác sĩ nói sao á, con thuật lại chú nghe sơ sơ đó. Con nhớ, con mà đứa con tranh, con muốn về, con không. Không nhớ gì luôn hả? Rồi mấy cô nói sao? Cô kêu là hẹn con 2 ngày sau lên tới khám lại. 2 ngày sau hả? Bây giờ con thấy đỡ hơn chưa? Cũng mệt, tại con chưa muốn nằm nghỉ thôi. Hôm nay là bé mệt nhiều rồi mọi người, chắc là sắp tới ngày sinh. Lúc nãy cô Hồng cô cũng rất là thương bé, cô đi từ xa tới giúp á, thì cũng rất là xui khi mà đúng lúc mà bé mệt á nên cô cũng không có nói chuyện được nhiều. Cô thì rất là tốt mọi người, cô là muốn là giúp cho bé chỗ ở nè, giúp cho bé ăn uống rồi sinh nở, và thậm chí là giúp cho bé chạy nghề, học nghề để mà sau này có công việc. Và đó là khi mà cô mong muốn là bé là có thể là về Củ Chi thì cô sẽ tạo kiện được điều kiện như vậy. Nhưng mà bé ở đây thì cô cũng giúp luôn ha. Thì nãy cô có đi xem phòng trọ thì cô cũng cho con một phần tiền để mà đóng tiền trọ đó. Dạ. Thì con có muốn nói gì với cô không? Con cũng gửi cảm ơn cô đã từng xa xuống này giúp đỡ con. Thời gian tại chuyến chiến hạn là con không biết, con cũng xin lỗi cô với lại đợi thời gian con tới giờ này mà con với lại đau thì mình cũng không có lường trước được ha. Thôi hy vọng là có dịp sau á, gặp lại cô thì nói chuyện với cô nhiều hơn nha con. Thì hôm nay cũng rất là may mắn mọi người. Tại vì vừa nghe một cái thông tin đó là bên kia người ta không có cho thuê nữa. Thì tụi mình đi qua cái chỗ gần đây á, thì có một cái bà hỏi, thì bà cũng biết bé Đen và bà cũng thương bé nên là bà đồng ý là cho bé thuê phòng để mà ở trong lúc mà sắp sinh nở sắp tới. Thì cũng rất là mừng ha. Mừng thiệt đó ha. Ngày mai nha, em sẽ qua rồi đóng tiền cho bà luôn. Chắc là mình thuê 3 tháng ha, ở trước đã. Mà thấy được tiếp thì mình sẽ đóng tiếp cho bé. Chị thấy được không? Ha. Thì sáng mai là chắc bé thì không có ra được nữa rồi. Nếu mà khỏe thì ra ha, còn không thì cơ nha. Nếu mà tình hình vậy thì em nghĩ là chắc trong vòng 1 tuần nữa là sẽ sanh đó. Thấy mệt mà thấy gò như vậy rồi. Đối với trường hợp của bé Đen á, thì với một đứa trẻ mà nó cũng không có được giáo dục tốt như con của mình á, thì có nhiều người nói là nó hổ hay là này kia, nhưng mà em thấy đó, ai ví dụ như là ai đối xử tốt với nó thì nó phải đối xử tốt lại, còn ví dụ như ai mà tệ với nó hay là chửi nó thì đương nhiên nó phải xù lông nhím lại, phản ứng lại nó phải phản ứng lại, thì người ta nói nó là hổ. Nhưng mà chị thấy có một cái bình luận như vậy, chị rất là cảm ơn cái người mà đã bình luận cái câu như vậy, là quá khứ không quan trọng, quan trọng là bây giờ bé đã vào đường cùng rồi thì mình giúp bé đó. Thì chị rất là cảm ơn cái chú hay là cái bạn nào đó đã bình luận như vậy. Thì thực sự ra là đối với một đứa trẻ mà Nhân Đen thì đúng là có lúc là nó cũng hổn được, con mình mà cũng có lúc hổn, mà mình dạy nó, mình dạy dỗ nó từng ly từng tí, nhưng mà cũng có đôi lúc là nó hổn thì đừng nói gì là hai con Đen, thì nó phải vậy thôi à. Cho nên là mong mọi người là thương nó thì thương cho chót luôn, chứ đừng có nói lui nó tới gì, tại vì nó cũng sắp tới ngày sanh rồi đó. Thì chị cũng mong mà cái quá trình mà bé ở với chị á, chị thấy bé có sự thay đổi không? Rất là thay đổi luôn, tại vì chị cũng dạy dỗ như con chị vậy, chị cũng dạy dỗ là chị cũng dạy dỗ cháu là phải vâng lời rồi cũng ngoan ngoãn, chứ đừng có là giống như con đã dạy rồi thì con phải ngoan để cho người ta thương. Nói chung là chị dạy từng ly từng tí một, từ cái cách mà tắm rửa rồi cái cách nói chuyện rồi cách ăn uống này kia, chị phải dạy lại từ đầu hết trơn luôn á. Là nói chung là ở đây thì em đi vòng vòng đây thì em hỏi đi là mọi người, từ lúc mà ai cũng công nhận là từ lúc mà bé Đen nó về ở với chị là nó có sự thay đổi rõ rệt luôn á. Thì nói chung là bé ở với chị thì cũng phải biết điều thì chị mới thương như vậy đúng không? Dạ. Thì hy vọng là thời gian tới khi bé sanh nở, bây giờ cũng có chỗ ở rồi, thì nó sẽ mọi thứ nó sẽ tốt dần lên ha.